Cách đây 94 năm, ngày 1 tháng 8 năm 1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam xuất bản tài liệu mang tên Ngày Quốc tế đỏ mùng 1 tháng 8. Từ đó, ngày 1 tháng 8 trở thành dấu mốc quan trọng trong đấu tranh cách mạng và được Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 quyết định lấy làm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. 94 năm qua, cùng với sự trưởng thành của ngành tuyên giáo cả nước, ngành tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của tỉnh. Trong giai đoạn hiện nay, ngành tuyên giáo tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cho cấp ủy quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục học tập chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh với các hình thức như tổ chức hội nghị, các cuộc thi, tuần chiếu phim tư liệu. Qua đó tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động về giá trị lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương mới ban hành và các chương trình kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ tỉnh ủy đến các cấp ủy, chính quyền, cán bộ đảng viên trong toàn tỉnh. Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung các tác phẩm, bài viết của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham mưu cho cấp ủy ban hành kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng trên địa bàn tỉnh cho năm 2024 và năm 2025. Với vai trò cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy kịp thời tham mưu giải pháp, chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống tuyên giáo các cấp đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phát động cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, triển khai tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng, tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ tham mưu giúp việc Ban chỉ đạo 35 các cấp. Hàng năm thì căn cứ vào cái sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh, đặc biệt là Ban Tuyên giáo tỉnh ủy thì báo Thanh Hóa đều chủ động xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm về công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thì cụ thể thì trên báo Thanh Hóa điện tử hiện nay thì báo Thanh Hóa đã mở chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chuyên mục kiểm chứng thông tin. Còn trên báo Thanh Hóa hàng ngày thì đều hàng tuần đều có các cái chuyên mục liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngoài ra thì báo Thanh Hóa cũng chú trọng lan tỏa các cái nội dung liên quan đến lĩnh vực này trên các cái nền tảng mạng xã hội mà báo Thanh Hóa đang quản lý. Cán bộ, đảng viên và nhân dân phải nói rằng là rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới của đất nước, của quê hương. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Trong thời gian tới thì Ban Tuyên giáo tỉnh ủy với chức năng nhiệm vụ của mình sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các cơ quan đơn vị trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về nhận thức rõ được cái âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tổ chức một cái hệ thống kênh thông tin chính thống của ngành tuyên giáo với cái mong muốn là đưa cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến nhanh nhất với người dân với cái phương châm là phủ xanh, thông tin sạch, thông tin tốt để đẩy lùi cái thông tin tiêu cực, thông tin xấu trên mạng xã hội. Tham mưu cho Thường trực tỉnh ủy, Ban chỉ đạo 35 của tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức các cái hoạt động của Ban chỉ đạo 35 các cấp khẩn trương xây dựng cái kịch bản trong cái đấu tranh phản bác trên các cái tình huống để các địa phương, các ngành, các cơ quan đơn vị trong tỉnh vận dụng vào cái kịch bản này để khi có tình huống xảy ra để kịp thời có các phương án đấu tranh phản bác các cái thông tin xấu độc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, nói thế nào cho đồng bào hiểu được, đồng bào làm được, đó là nói được chủ nghĩa Mác Lênin. Trong bối cảnh hiện nay, lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị,
tiếp tục được ngành tuyên giáo vận dụng sáng tạo trong tình hình mới, góp phần quan trọng củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào mục tiêu lý tưởng của Đảng, tạo sự đồng thuận và động lực tinh thần to lớn, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.